Pepe tuyên bố chính thức giải nghệ ở tuổi 41. Khuya ngày 8 tháng 8, trung vệ kỳ cựu người Bồ Đào Nha đã ra thông báo dừng sự nghiệp chơi bóng ở tuổi 41. Pepe đã chia sẻ như sau: "Tôi muốn cảm ơn Chúa đã ban cho tôi sự khôn ngoan để có thể tiếp tục hành trình này. Cảm ơn những người tôi đã làm việc cùng ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cảm ơn mẹ tôi, bạn bè, gia đình, đặc biệt là vợ con tôi. Gửi lời cảm ơn chân thành và một cái ôm biết ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Pepe đã trưởng thành từ học viện Maritimo trước khi nổi danh với Esporto, sau đó gia nhập Real Madrid vào năm 2007. Anh có 10 năm thi đấu tại Santiago Bernabeu, ra sân 334 trận, giành 3 chức vô địch La Liga và 3 Champions League. Trở lại quê nhà khoáo Porto từ năm 2019, Pepe đã chơi 201 trận trên tất cả đấu trường và ghi 9 bàn thắng. Trong lần thứ 2 phục vụ gác khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha, trung vệ 41 tuổi đã giành 2 chức vô địch quốc gia và 4 cúp quốc gia. Sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại, Porto đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Pepe. Do đó, Euro 2024 là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Pepe tung hoành trên sân cỏ. Anh chạm mốc 141 lần khoáo đội tuyển quốc gia khi Bồ Đào Nha thua Pháp ở tứ kết. Ở tuổi 41 và 130 ngày, Pepe đã kịp lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự Euro. Neymar nhắn tin gạ gẫm vận động viên Olympic. Vận động viên bơi lội xinh đẹp người Paraguay Luana Alonso tiết lộ Neymar đã nhắn tin tán tỉnh gạ gẫm cô qua Instagram. Luana Alonso được coi là một trong những vận động viên xinh đẹp nhất tại Olympic Paris 2024. Cô nàng là vận động viên của đội tuyển bơi Paraguay. Dù không đạt thành tích cao nhưng được người hâm mộ đặc biệt chú ý vì nhan sắc vạn người mê. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Aire de Tobos của Paraguay, Luana Alonso đã tiết lộ thông tin bị Neymar nhắn tin gạ gẫm. Người đẹp có nói rằng: "Anh ấy đã gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi qua Instagram. Anh ấy nói thích tôi và đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ ở đây." Tiết lộ của Luana cho thấy Neymar vẫn chưa bỏ tật lằng nhằng. Cuối năm ngoái, tiền đạo người Brazil bị người mẫu Bruna Biancardi chia tay vì phát hiện ăn phụng. Đáng nói là Biancardi quyết định đưa ngày nấy đi dù cô mới sinh bé gái cho Neymar trước đó chỉ một tháng. Tại Olympic Paris, Luana Alonso gần đây đã gây ồn ào và bị ban tổ chức đuổi khỏi làng Olympic, nơi ở của các vận động viên. Lý do là bởi người đẹp Paraguay ăn mặc hở hang, gây mất tập trung cho các đồng nghiệp. Sau khi không thể vượt qua vòng loại 100m bơi bướm nữ tại Olympic 2024, Luana Alonso đã tuyên bố giải nghệ. Chia sẻ trên Instagram, cô nàng có nói rằng: "Bây giờ là chính thức rồi, tôi sẽ giải nghệ. Cảm ơn tất cả các bạn vì nhiều sự ủng hộ. Xin lỗi Paraguay." Bayern Munich bán rẻ Alphonso Davies. Bayern Munich sẽ để hậu vệ Alphonso Davies ra đi vào mùa hè này nếu có đội bóng nào chấp nhận chi ra số tiền 50 triệu euro. Hợp đồng giữa Alphonso Davies và Bayern Munich chỉ còn thời hạn 1 năm. Trong suốt thời gian qua, đôi bên đã tiến hành những cuộc đàm phán gia hạn. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có bất cứ sự đồng thuận nào cả. Trong bối cảnh ấy thì Bayern Munich buộc phải nghĩ tới việc thanh lý Alphonso Davies ngay trong mùa hè này để tránh việc bị mất trắng sau đây 1 năm. Mức giá họ mong muốn là 50 triệu euro. Con số này đã giảm so với cái giá 70 triệu euro họ đưa ra khi đàm phán với Real Madrid trước đó. Real trước ấy rất muốn chiêu mộ Alphonso Davies. Đôi bên thậm chí được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên mức giá mà hùm xám đưa ra khiến kền trắng cảm thấy không hợp lý. Do đó họ đã không tiếp tục tiến hành đàm phán. Hơn nữa Real cách đây chưa lâu đã gia hạn hợp đồng với hậu vệ trái Flamini và họ hiện không quá áp lực trong việc bắt buộc phải bổ sung hậu vệ trái cho phần còn lại của phiên chợ hè. MU chiêu mộ Youssou Fofana. Tờ Times cho hay Quỷ Đỏ sẵn sàng chi hơn 30 triệu euro cho Monaco để chiêu mộ Youssou Fofana. Cầu thủ người Pháp chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng với đội bóng chủ quản. Điều khiến cho bà lãnh đạo MU hy vọng họ có thể chốt thương vụ này với giá rẻ. Youssou Fofana là lựa chọn ổn cho Quỷ Đỏ ở hàng tiền vệ sau khi thương vụ Manen Ugarte gặp trở ngại. Fofana là một trong những tiền vệ trung tâm sáng giá của Ligue 1 mùa trước, được huấn luyện viên De Champs điền tên vào danh sách dự Euro 2024 nhưng không ra sân nhiều. Mức phí chuyển nhượng phải chăng của Fofana khiến MU quyết định gia nhập cuộc cạnh tranh với AC Milan và Sevilla. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang tìm kiếm các bản hợp đồng với giá hợp lý sau khi PSG hét giá Ugarte tới 60 triệu euro. Ban lãnh đạo mới của MU gồm Ineos và Sir Jim Ratcliffe muốn đội bóng phải chi tiêu hợp lý trong bối cảnh không được dự Champions League mùa tới. Ở chiều ngược lại, MU cần thanh lý những tiền vệ không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag.
Scott McTominay nhiều khả năng sẽ phải rời đi bởi anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng của Premier League. Casemiro có thể chia tay sự Old Trafford khi nhận được nhiều lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út. FA đổi trọng tài chính, bắt siêu cúp Anh. Liên đoàn bóng đá Anh FA quyết định bổ nhiệm trọng tài mới bắt trận tranh siêu cúp Anh giữa MU và Man City vào cuối tuần này. Ông John Brooks ban đầu được chỉ định bắt chính trận siêu cúp Anh tại Wembley. Tuy nhiên vị trọng tài này đã gặp phải một chấn thương và được xác định không thể bắt trận đấu tới. Gareth Gillett là người được chỉ định thay thế cho John Brooks. Ban đầu Gillett là trọng tài thứ tư của trận đấu, nhưng giờ thì ông sẽ được bắt chính vì chấn thương của Brooks. Sam Barrott sẽ thay thế Gillett trở thành trọng tài thứ tư. Các trợ lý của Gillett ở trận này sẽ là Aaron Holmes và Nick Greenhound. Peter Banks sẽ là trọng tài VAR với sự hỗ trợ của Sian Marcellis và Tim Robinson. Trận tranh siêu cúp Anh là trận mở màn truyền thống của bóng đá Anh trong mùa giải mới. Nhà đương kim vô địch Premier League là Man City sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch FA Cup là Manchester United. Ở trận đấu này, MU có lực lượng không tốt khi tân binh Lenny Yoro dính chấn thương bàn chân và phải nghỉ 3 tháng. Tiền đạo Højlund cũng vắng mặt. Ngoài ra, Thierry Malacia vẫn chưa thể trở lại. Julian Timber tiếp tục dính chấn thương. Sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương, Julian Timber đã trở lại thi đấu ở hai trận giao hữu trước mùa giải với Bournemouth và MU. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ này tiếp tục vắng mặt ở hai trận thắng Liverpool và Bayer Leverkusen. Theo tờ The Times của Anh, Timber đã dính một chấn thương mới trước trận đấu với Leverkusen. Chấn thương này không liên quan đến chấn thương đầu gối phải mà hậu vệ người Hà Lan gặp phải năm ngoái. Về phần mình, trong buổi họp báo sau trận thắng Leverkusen 4-1, huấn luyện viên Mikel Arteta đã chia sẻ về tình trạng của Julian Timber. Timber cảm thấy khó chịu ở chân trong những ngày qua. Chúng tôi không muốn mạo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh cậu ấy vừa trở lại sau khoảng thời gian dài dưỡng thương. Vào chủ nhật tới, Arsenal sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Olympique Lyon. The Times cho hay khả năng tham dự cuộc đọ sức này của Julian Timber là không cao. Bên cạnh Timber, tân binh Ricardo Calafiori cũng vắng mặt ở cuộc đọ sức với Leverkusen. Theo huấn luyện viên Arteta, trung vệ 22 tuổi cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Calafiori vừa trải qua một tuần đầy biến động, cậu ấy vừa chuyển đến môi trường hoàn toàn mới. Vì vậy chúng tôi không vội vàng để giúp cậu ấy có thể thích nghi tốt nhất. Hy vọng Calafiori sẽ ra sân ít phút vào chủ nhật. Bruno Guimarães chốt tương lai với Newcastle. Tiền vệ Bruno Guimarães khẳng định mình đang hạnh phúc tại Newcastle và không hề có ý định tìm kiếm bến đỗ mới. Tương lai của cầu thủ này thời gian qua bị đặt dấu hỏi. Đã có không ít đội bóng ở châu Âu dành sự quan tâm dành cho cầu thủ sinh năm 97. Có thể kể đến Barca, Man City hay là PSG. Thậm chí truyền thông Anh còn đưa tin trong hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil và Newcastle có điều khoản được tạo điều kiện ra đi trong trường hợp được đội bóng lớn theo đuổi. Nhưng tới lúc này của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, Bruno Guimarães vẫn đang ở lại Newcastle để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mới đây, tiền vệ 27 tuổi đã lên tiếng làm rõ tương lai của mình. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc tại Newcastle. Tôi chưa bao giờ nói rằng bản thân mình muốn đi đâu cả. Tôi khẳng định rằng muốn ghi tên mình vào lịch sử của đội bóng này. Tôi khát khao được cống hiến hết mình cho Newcastle và người hâm mộ. Newcastle còn hai trận đấu giao hữu với Girona và Brest trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Họ đối đầu với Southampton ở vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Tuyển Mỹ theo đuổi Pochettino. Theo truyền thông Anh, Mauricio Pochettino đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Mỹ. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá nước này đã liên hệ nhà cầm quân người Argentina. Đội tuyển Mỹ vừa chia tay huấn luyện viên Greg Berhalter sau Copa America vừa qua. Liên đoàn bóng đá Mỹ muốn bổ nhiệm một huấn luyện viên tên tuổi để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 tại sân nhà. Trước khi đưa Pochettino vào tầm ngắm, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã liên hệ với Jurgen Klopp nhưng đã bị từ chối. Trong sự nghiệp cầm quân, Pochettino chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Dù vậy, với năng lực đã được khẳng định ở cấp câu lạc bộ, nhà cầm quân người Argentina được Liên đoàn bóng đá Mỹ đánh giá rất cao. Liên đoàn bóng đá xứ sở cờ hoa muốn bổ nhiệm huấn luyện viên mới trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9. Nằm trong top huấn luyện viên hàng đầu, nên Pochettino chắc chắn sẽ đòi hỏi mức lương cao. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn với Liên đoàn bóng đá Mỹ. Thông điệp này được giám đốc thể thao Matt Croker khẳng định trước đây khi nói về mục tiêu tìm huấn luyện viên mới.